Hoa hoạt lan á, rất đặc biệt so với những loài hoa khác. Hoa hoạt lan thuộc thân cây gỗ. Hoa của nó màu vàng tươi, mùi hương của nó đậm đà, nồng nàn, khó lẫn với mùi hương của loài hoa khác. Dạ, ta nói hồi lúc trước á, ở dưới quê em á, trước nhà cũng có một cây bông hoàng lan. Trời ơi, anh biết làm sao không? Ta nói mỗi khi mà tối á, màn đêm buông xuống, trời ơi, cái hương của hoa hoàng lan nó lan tỏa ra khắp khu vườn, rồi mùi hương loãng vô nhà, thơm dễ sợ luôn đó anh. Đúng rồi. Hoa hoàng lan á, rất tình cảm với giới văn nghệ sĩ. Dạ. Cho nên có nhiều tác phẩm lấy từ cảm hứng của cây hoàng lan. Chẳng hạn như là tác phẩm Dưới bóng hoàng lan của Thạch Lam. Dạ. Rồi Thương nhớ hoàng lan của Trần Thùy Mai. Dạ, anh biết làm sao không? Em á là em có đọc truyện mà Thương nhớ hoàng lan. Trời, anh biết làm sao không? Lúc mà em đọc cái truyện đó đó anh, em tốn 9 hộp khăn giấy, rồi em xúc động em khóc quá trời, mỗi lần khóc là lao, khóc là lao. Đúng là thương nhớ hoàng lan. Dạ. Dễ sợ ha. Tâm đầu ý hợp quá ha. Nói chuyện say mê mà từ hồi nào đến giờ chưa bao giờ nói chuyện tôi vậy. Tiếng trước tiếng sau là biến mất tiêu rồi. Mê hả? Xử cho mày biết. Mày làm cái gì vậy? Đó, mày coi kìa, ba mày đó nói chuyện với gái kìa. Trời ơi, buông tao ra đi. Mấy đứa làm cái gì vậy? Không được, không được. Buông mẹ ra. Mày đi, con mà buông mẹ ra con mất mẹ làm sao? Mày vô mày xử nó. Buông đây. Buông mẹ ra. Buông mẹ ra. Buông ra. Buông. Bình tĩnh đi mẹ. Buông mẹ ra. Mẹ làm buông mẹ ra. Ba hết. Buông mẹ ra. Buông mẹ ra. Buông làm chi? Sao mà buông được? Mẹ chặt mày sao? Chứ không buông ra làm sao vô lọt cửa đây? Buông mẹ ra đi. Buông ra. Mẹ lớn rồi mà mẹ lý luận. Người lớn ghê luôn á. Buông ra. Buông đi. Chẳng ra. Vũ nữa hả? Bình tĩnh, bình tĩnh. Tức quá mà. Bình tĩnh cái gì hả? Tại sao vậy? Tại sao níu kéo mẹ vô trong này làm cái gì? Để mẹ ở ngoài á, mẹ dập mặt cái con hồ ly tinh đó. Mẹ, mẹ, hồi nãy con mà buông mẹ ra á, không chừng bây giờ mẹ ngồi trong tù rồi đó. Nghĩ sao cầm con dao lên đòi chặt người ta? Nhưng mà các con thấy đó, ba các con đó, hồi nào tới giờ đối với mẹ hả, ông tiết kiệm từng lời từng chữ. Nói hả, có khi nói, có khi không nói với mẹ. Còn trong khi đó với người đàn bà đó, ba của các con á đàm đạo, trò chuyện đắm đuối mê say, cái miệng nói không ngừng, hỏi thì con tức không chứ, tức không chứ. Ta không biết thì mình chỉ thôi mà. Người ta nói á là giàu nhờ bạn, sang là nhờ vợ. Mẹ mà ghen bóng ghen gió vậy, người ta cười đó. Người ta nói mình không có chừng mực anh hả? Ghen bóng ghen gió cái gì? Trước mặt gì biểu ghen bóng ghen gió là sao? Em kêu em giải thích nói cho mẹ hiểu. Châm dầu vào lửa nữa. Em nói thật chứ bộ, mẹ mà con thấy mới gặp nhau có một lần mà trò chuyện rất là tâm đầu ý hợp, tâm linh là tương thông đó. Trời ơi, tức quá mà. Đừng có cản mẹ nữa, để mẹ. Khoan, bây giờ mẹ muốn lên trên đó đúng không? Mẹ muốn lên trên đó. Mẹ đợi con 5 giây thôi. Rồi đó. Sao? Còn mà cho nó bén thì bén nó lên chặt một phát đứt liền, không cần suy nghĩ gì hết. Đó, nếu như không muốn ở nhà, muốn vô tù ở thì cứ cầm dao lên trên đó. Thôi đi, làm gì làm, mẹ là vợ của ba con mà, mẹ phải giữ sĩ diện cho ba chứ. Thôi đi. Lên chốt. Dạ xin lỗi nội. Dạ xin lỗi nội. Ăn của nội nữa. Đây nè, chết còn chưa, chiếu tướng luôn. Chết chiếu tướng chứ sao? Dạ không sao đâu ơi, chiếu tướng thì con chống sĩ. Dạ chống sĩ hả? Dạ ăn sĩ luôn. Chết rồi. Dạ xin lỗi nội. Dạ xin lỗi nội. Xin lỗi nội. Ủa dạ. Con chuyện con với Hồng sao rồi? Dạ chuyện con Hồng sao là sao á nội? Dạ Đinh không làm đám cưới hả? Con với nó quen nhau lâu lắm rồi đó nha, một thời gian dài rồi đó. Ủa con đó. Định đợi để nó chờ con hoài hay sao? Thì con có với Hồng có gì đâu cưới nội. Trời đất ơi, không cưới mày để nó chờ tới chừng nào nè? Người ta là con gái đó.